À, ngồi đi. Ngồi. Ừ. Cái gì nhỉ? Sầm nóng nhỉ? Phải đi cũng tái rồi. Trời, bố mặc bí mết rồi mà. Bước tránh ra cao bố xem mà. Rồi, ca tránh bố xem mà cao rồi đây. Trời ơi. Sao mà nước, nước một đây. Ôi. Thôi. Trời ơi. Khai quá. Trời ơi, thôi. Cái bí của mít bị bắn rồi. Ôi chặt đó, thôi. Bắn bí mất rồi. Chết rồi. Chết rồi, bố phải đi tắm rồi. Chết rồi. Để bố thay bỉm, ca đi lấy bố cái bỉm nào. Mở tủ lên bố cái bỉm đi. Ca lấy bố bỉm đi. Đúng rồi, mở ra. Bỉm đây, bỉm. Đó, rồi đi, đi cho bố nào, đi. Đi, đi ra đây với bố, để bố thay cho em mít nào. Cầm lấy đi, rồi đi. Mở đây bố, đi nào. Đây. Rồi ngồi lên lên, ra ngồi lên nha, chào bố nha. Bóng bị mất rồi này. Đó. Cái này giặt đi, tính giặt. Bố cởi áo biết luôn nha. Cởi áo thầy đi thầy cũng lắm á. Rồi. Chờ tí đi, chờ tí đi. Cả cầm cái sọt rác luôn này. Mang ra sọt rác. Sọt rác đi. Đi gì đây? Cả ngồi đây. Để bố mặc điểm như em mới đặt. Ra ngồi đây, đứng đây xem, đứng lại đây, ngồi đây, ngồi im. Bố mặc bỉm cho em cái xong rồi chờ bố thay quần áo xong rồi bố mua bố mặc quần áo cho em nhá. Ừ, mặc sao rồi? Như mặc được, để bố mặc lại. Máy buộc không buộc như là bố là bố nó ngược hơn này nó bị bong bím đó, nào đừng chơi game nữa, đấy đấy bố làm rồi. Rồi, rồi. Em ngồi đây. Ngồi xuống đây. Ngồi đây. Ngồi đây nha. Ngồi đây để bố lấy quần áo thì thay quần áo. Cảm lên đi. Lên đi ngồi với em đi, chờ chờ bố tí rồi bố thay áo. Đi đi vô biết nào, đi cao lên bố bếp nè, đi lên đây à, thì bố qua đây đi. Bong thì từ từ bố chỉnh lại đấy, nhưng mà dễ bong nhờ.
thì bố xem nào, mít một nằm im đi, mít nằm im. Ừ, ca đấy bố xem nào, bị văng ra rồi này. Từ từ mít ngồi im đi, thổi đấy lại văng rồi. Để bố xem nào, chính chắc rồi, nó đây mít nó đây rồi. Đấy, mít ngồi im, mít ngồi im, ngồi im rồi. Cá đừng nghịch rồi, cũng là gì chắc. Bị dính mất không? Đúng không? Cho mình nhìn lỏng lắm rồi. Kiểu gì nhỉ? Để bố thử lặn. Bố thử lặn cho mít, mít, mít ngồi im một tí thôi. Bố mít đợi một tí thôi. Để bố có xem bố kính nghiên cứu. Bố xem chết rồi. Ca cũng ngồi im. Im hút xem nào. Ca, đừng nghịch nữa. Cứ cả bố có xem bố mặc cái biển làm sao chứ. Đúng nào không? Cái này nhỉ? Gấp cái này vào rồi. Ừ, có gì nó còn rất ngắn, ngắn đi đúng không? Đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Một yên lắm, một yên. Rồi, chắc thế này. Đúng rồi đó. Rồi, nó vẫn thế nhỉ? Bực mình nha. Ở mít ngồi đi, mít ngồi đi. Rồi, đúng rồi. Như thế này là đúng lắm. Rồi. Thôi cà lên xuống lấy quần áo đi rồi, mít đi. Đấy, không nên mở quần áo, mở tủ ra, lấy quần áo biết. Đúng rồi, đây đây. À, mít cà cà rồi mít hả? Mít quần áo mít luôn. Cà rồi, thông minh. Đang đặt quần áo cho cà cà đó, vài bữa nữa là về thôi. Cà lấy gì đây? Để bố mít mặc cho mít. À, mít rơi chân linh để mặc này. Giờ nó đi ngủ đi, tí là dặn bố luộc củ đậu cho ăn nhá. Đúng không nhỉ? Thử mặc thử cái nào. Hình như là bố mặc ngược rồi sao á. Bố mặc ngược rồi, để mặc lại, mặc lại, mặc lại mít. Ừ, mít chịu khó một tí thôi nha. Mặc ngược rồi. Rồi mặc cái này à? À đúng không, phải mặc cái khóa đằng trước đây mới đúng này. Hơi phục mít ngon đấy, mít ngồi cứ ngồi im cho mọi người mà kiếm mặc quần áo không kêu ca gì hết, ngoan hiền ăn rồi ngủ. Có tội là phàm ăn không, có bệnh phàm ăn là biết hay đi tranh giành của ca thôi. Rồi xong rồi, ngồi đây rồi bố ôm cả hai đứa đi ngủ nha. Đang ngủ dở mất công phải chạy thay quần áo hết, chắc là bố mặc bỉm rồi bị lạch rồi nên mới bị bóc ra. Ờ đi ngủ đi, ôm nhau đi ngủ đi. Ừ.
mấy đứa ngủ là bố xem điện thoại đi, ngủ đi rồi tiếng nó dậy. Cái tủ như đóng này còn xuống đóng cái tủ lại đi, đi xuống đẩy tủ lại. Chạy xuống đẩy cái tủ lại rồi lên đây đẩy tủ đi, đẩy tủ lại đi. Đấy, bố thử gọi cho mẹ coi có mẹ nó bắt máy nha. Để mẹ nha, gọi FaceTime cho mẹ nha. Gọi video cho mẹ nha, để cho mấy đứa xem mẹ nha. Không biết là mẹ ngoài đất rồi cơ. Rồi ăn uống rồi không? Mẹ ông bắt máy rồi. Mẹ bận rồi. Mẹ bận rồi. Hai đứa thôi, hai đứa ngủ đi. Ngủ ngon nha. Bên cạnh